Và bây giờ sẽ là thời gian chúng ta chia sẻ với nhau những mẹo vặt cuộc sống trong chuyên mục Sống Khỏe. Chắc chắn những mẹo vặt ngày hôm nay Thanh Điền và Khánh Huyền chia sẻ với quý vị khán giả sẽ rất thiết thực cho mỗi gia đình. Đó là cách để chúng ta sử dụng thực phẩm đông lạnh sao cho an toàn cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Thực phẩm đông lạnh là một loại thực phẩm rất được ưa chuộng đối với các bà nội trợ thời hiện đại bởi vì tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tuy nhiên là không phải ai cũng biết cách sử dụng thực phẩm đông lạnh đúng cách. Đầu tiên thì chúng ta phải lưu ý đến yếu tố đó là kiểm tra nhiệt độ để lưu trữ thực phẩm. Bởi vì tất cả các thực phẩm đông lạnh thì đều phải lưu trữ ở trong tủ lạnh với nhiệt độ từ âm 18 độ trở xuống. Và người mua thì rất dễ kiểm tra điều này. Khi mua thì chúng ta hãy để ý cái đồng hồ đo. Nếu như nó 18 độ trở xuống thì mới là đạt yêu cầu. Và có một điều nữa chúng ta lưu ý rằng nếu như cái nhiệt độ không đảm bảo như chúng ta mong muốn thì đồng nghĩa với việc là cái thời gian lưu trữ cái đồ đông lạnh đó sẽ ngắn đi và hoàn toàn sẽ không có tốt cho sức khỏe. Sau khi mà chúng ta kiểm tra thông tin đồng hồ đông lạnh thì chúng ta bước kế tiếp sẽ kiểm tra về sản phẩm bằng cách là nhìn qua bao bì, nhìn vào phía bên trong bao bì. Với những cái thực phẩm đông lạnh thì lúc nào cũng sẽ được xếp ngay ngắn, không lộn xộn. Những thực phẩm không được đông lạnh công nghiệp hoặc là tái đông lạnh thì sẽ không có được cái sự ngay ngắn này. Và một điều nữa mà chúng ta phải chú ý đó là không dùng hoặc là không mua những cái thực phẩm đông lạnh mà nó bị dính vào nhau. Bởi vì sao thì biết không? Khi mà những cái sản phẩm đông lạnh nhỏ nhỏ, ví dụ như là cá viên hoặc là tôm viên chẳng hạn, nó bị dính vào nhau như vậy chứng tỏ là đã có một cái giai đoạn nó bị giã đông và sau đó lại tái đông lại. Như vậy là nó sẽ không bảo đảm chất lượng. Và khi mà những cái sản phẩm mà chúng ta đã làm giã đông thì lập tức phải chế biến ngay, không được tái đông nữa. Cái lưu ý cuối cùng cũng là một lưu ý mà các bà nội trợ nên quan tâm, bởi vì thường thì chúng ta mắc phải cái sai lầm này. Đó là khi mua thực phẩm đông lạnh về và muốn chế biến thì tuyệt đối chúng ta không được ngâm nước hoặc là chúng ta rã đông ngoài môi trường bình thường, mà chúng ta nên rã đông trong môi trường mát hoặc là trong ngăn mát của tủ lạnh với nhiệt độ từ 8 đến 10 độ C. Nếu như trong trường hợp mà chúng ta xả đông không kịp thì chúng ta hãy cứ cắt nhỏ ngay khi thực phẩm còn đông lạnh, sau đó thì chế biến. Như vậy thì sẽ đảm bảo cái sự an toàn của thực phẩm đông lạnh hơn.